Các em học sinh thân mến, trong những bài luyện thi của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi giúp các em những tiêu điểm, những quy tắc cần ghi nhớ. Vì nếu các em không nhớ quy tắc thì không thể tìm ra đáp án đúng được, dù là loại hình bài tập trắc nghiệm hay tự luận. Trong chương trình phát sóng, chúng tôi không thể đưa ra nhiều bài tập để các em làm ngay tại chỗ do thời lượng phát sóng có hạn. Hơn nữa, phương thức ôn luyện trên truyền hình là phương thức một chiều. Hôm nay chúng ta vào bài số 12. Bài 12, những câu hỏi thường gặp, phần 1. Frequently Asked Questions, Part 1. Các em học sinh thân mến, trong bài này, chúng ta cùng xem xét những câu hỏi thường gặp do thí sinh ở các nơi gửi về. Phần A lớn, những câu hỏi về phát âm trong tiếng Anh. Câu hỏi 1. Nếu bài thi đòi hỏi phải phân biệt âm, thì làm cách nào để thực hiện được những bài tập đó? Trả lời. Trước hết, phải nắm nguyên tắc về mối quan hệ giữa chính tả Anh và cách phát âm, tuy là có rất nhiều ngoại lệ. Ví dụ một số nguyên tắc như E và A đọc là E, tức là E dài. Ví dụ từ beat, sit, hoặc đọc là E, như trong từ great, dead. Còn AW thì đọc là O. Ví dụ như trong từ saw, lawn. Y ngắn đọc là I, như trong từ surprise, invite. Where đọc là ví dụ như từ burn, turn. Tất nhiên, ngoại lệ thì có quá nhiều, nhưng trong nhiều trường hợp, nắm được quy tắc cũng giúp thí sinh thoát được thế bí. Câu hỏi thứ hai. Trắc nghiệm ngữ âm thường có những loại hình bài tập nào? Trả lời. Chúng ta có 3 loại hình. Loại hình thứ nhất là chọn từ có cách phát âm khác, gạch chân từ đó. Chúng ta có ví dụ A. Boot, B. Shoot, C. Moon, D. Door. Loại bài thứ hai là chọn từ có trọng âm đúng. Ví dụ như trong bài A. Economy, B. Economy, C. Economy, D. Economy. Loại hình thứ ba, chọn động từ có trọng âm đúng. Ví dụ A. Perfect, là verb, B. Perfect, verb. Câu hỏi thứ ba, nguyên tắc đánh trọng âm một từ, một câu như thế nào? Trả lời. Thứ nhất, nói về trọng âm của từ. Trong mỗi một từ, dù có một hay nhiều âm tiết, bao giờ cũng có một trọng âm mạnh. Ví dụ như từ run, success, industry. Có một số quy tắc về đặt trọng âm từ như sau. Thứ nhất, từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ như từ happy, dwindle. Tuy nhiên, nếu âm tiết thứ nhất là một tiền tố, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ, dislike, prolong. Thứ hai, từ có ba âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, tính từ bên phải sang. Ví dụ như từ incident, philosophy, biological. Tuy nhiên, có rất nhiều quy tắc nhỏ và ngoại lệ. Ví dụ, những từ tận cùng bằng young thì trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó. Ví dụ từ translation, vân vân. Từ tận cùng bằng x hoặc là x thì trọng âm rơi vào âm tiết đứng sát ngay trước nó. Ví dụ từ automatic, vân vân. Thứ hai, nói về trọng âm câu. Nguyên tắc chung là đối với một câu không có hàm ý gì cả thì trọng âm rơi vào những từ có nghĩa từ vựng trong câu. Ví dụ như câu She has sent the message twice. Trong những câu có hàm ý, người nói tức là speaker đặt trọng âm theo ý mình để thể hiện đúng ý mình muốn nói ra. Ví dụ, chúng ta có câu I didn't buy it. Nếu chúng ta nói là
I didn't buy it. Ý câu này lại là tôi không mua cái đó. Ai mua thì tôi không biết. Còn nếu chúng ta nhấn vào chữ buy thì chúng ta nói I didn't buy it. Ý câu này lại là tôi không mua cái đó. Có thể là người ta cho tôi hoặc là tôi đi mượn. Câu hỏi thứ tư, cách đọc các âm tắc sát trong cách phiên âm. Trả lời, trong tiếng Anh chỉ có hai âm tắc sát affricate, đó là ch và j. Ví dụ như trong từ chain, chili, chalk, Jane, Jill, George. Âm thứ nhất là ch là âm vô thanh, âm j là âm hữu thanh. Chúng ta đọc như sau, nâng mặt lưỡi lên để chuẩn bị phát âm chữ j hoặc là z, tức là loại âm sau lợi, post alveolar. Nhưng đồng thời, đầu lưỡi nằm ở vị trí phát âm nổ, t hoặc là d. Đẩy mạnh hơi ra, lưỡi hạ nhanh xuống. Chú ý, hai âm này không giống hai âm quạt lưỡi của miền Nam Việt Nam. Chúng ta có một số ví dụ về ch. Ví dụ như trong từ chat, children, chocolate, charming, watch, bench, nature. Ví dụ về j, chúng ta có jam, joke, joke, village, privilege, management. Câu hỏi thứ 5, cách đọc đuôi ed sau các động từ có quy tắc là như thế nào? Trả lời, có 3 văn cảnh khác nhau, yêu cầu của cách đọc khác nhau. Thứ nhất, đứng trước ed là phụ âm hữu thanh hoặc là nguyên âm, đọc là d. Ví dụ từ study, chúng ta sẽ đọc là studied. Arrive, arrived. Play, played. Dub, dubbed. Thứ hai, đứng trước ed là phụ âm vô thanh, đọc là th. Ví dụ trong từ talk, talked. Splash, splashed. Thứ ba, đứng trước ed là phụ âm d hoặc là t, đọc là it. Ví dụ từ divide, chúng ta sẽ đọc là divided. Invite, đọc là invited. Phần thứ hai, những câu hỏi về sử dụng từ và mẫu câu. Phần thứ hai, những câu hỏi về sử dụng từ và mẫu câu. Câu hỏi thứ 6, các mẫu câu chúng ta hay gặp trong đề thi khác với SVO các loại ở chỗ nào? Trả lời, SVO là mẫu câu cơ bản, nó dùng để xây dựng 5 nhóm mẫu câu cơ bản tiếng Anh. Mẫu câu thứ nhất dùng với linking verb, chúng ta có subject cộng với linking verb. Mẫu câu thứ hai, chúng ta sử dụng infinitive verb, chúng ta có mẫu S, tức là subject cộng với infinitive verb. Mẫu thứ ba, transitive verb, chúng ta có STO, tức là subject cộng với transitive verb và object. Mẫu câu thứ tư là double transitive verb, chúng ta có mẫu câu ST cộng với O1 and O2, tức là double transitive. Mẫu câu thứ năm là complex transitive verb, chúng ta có mẫu subject cộng với complex transitive verb và object. Câu hỏi thứ bảy, chủ ngữ subject và tân ngữ object đều là noun phrase, vậy có điểm gì khác giữa hai thành tố ấy không? Trả lời, trong hầu hết các trường hợp, noun phrase là chủ ngữ và noun phrase tân ngữ đều có cấu tạo giống nhau, chỉ có khi chúng là đại từ, tức là noun phrase là pronouns thì khác nhau. Vì đại từ chủ ngữ và đại từ tân ngữ có dạng thức khác nhau. Ví dụ là I, me, he, him, they, them, vân vân. Câu hỏi thứ 8. Trong một cấu trúc SVO,
Thành phần subject hoặc là object có bao nhiêu noun phrases? Trả lời: trên thực tế, một câu đơn, tức là simple sentence, có bao nhiêu noun phrase, tức là có bấy nhiêu chủ ngữ, hay nói một cách khác, có bấy nhiêu SVO, nhưng các thành phần VO giống nhau, chỉ khác nhau về chủ ngữ mà thôi. Ví dụ trong câu Mary, John and Sarah went shopping thì cũng giống như là Mary went shopping, John went shopping, Sarah went shopping. Câu hỏi thứ 9. Ngoài cấu trúc SVO trong tiếng Anh, có cấu trúc nào không phải là SVO không? Câu đơn, câu ghép và câu phức hợp có phải là SVO hay không? Trả lời: SVO là cấu trúc câu cơ bản. Từ SVO chúng ta có thể phát sinh hàng triệu câu cụ thể. Có những câu đơn chỉ có một SVO, có những câu ghép thường được gọi là mệnh đề độc lập, và câu phức hợp có nhiều SVO thường gọi là mệnh đề chính và mệnh đề phụ, phối hợp với nhau theo những nguyên tắc xây dựng câu ghép hoặc câu phức hợp. Ví dụ như trong câu He bought this book. Câu này là câu đơn SVO. Còn trong câu She came in and smiled. Đây là câu ghép có hai SVO. Thứ nhất là she came in và thứ hai là she smiled. Còn câu I met the woman who had worked for my father. Đây là một câu phức. Trong đó có hai SVO. Một SVO là mệnh đề chính, tức là I met the woman. Và một SVO là mệnh đề phụ, who, tức là the woman, had worked for my father. Câu hỏi thứ 10. Có phải trong các loại câu hỏi có loại cần đảo động từ, có loại lại không? Ví dụ như là What do you do? Và What makes you angry? Trả lời, nguyên tắc rất đơn giản. Thứ nhất, nếu từ để hỏi có thể đứng làm chủ ngữ cho động từ thì không phải đảo động từ. Ví dụ trong câu What has happened? Thì không thể đảo thành Has what happened? Vì bản thân what đã là chủ ngữ của has happened rồi. Những từ để hỏi WH question có thể đứng làm chủ ngữ, đó là what, which, who. Ví dụ trong câu Which of the quote impressed you most? Who wrote to you? Thứ hai, những từ không thể đứng làm chủ ngữ phải đảo động từ, đó là when, how, where, why. Vì đây là những trạng từ, mà trạng từ thì không bao giờ làm chủ ngữ được. Chỉ có danh từ, đại từ mới có chức năng làm chủ ngữ trong câu. Và whose, tính từ sở hữu. Ví dụ trong câu When will he arrive? How did she do it? Where has she gone? Where did he say that? Whose cat is this? Điểm thứ ba, tuy nhiên khi who, which và what mang chức năng tân ngữ trong câu thì lại phải đảo động từ hoặc dùng động từ trợ. Ví dụ câu What did you like? Who hoặc là whom have you met? Which house are you going to buy? Bây giờ chúng ta cùng xem một đoạn phim. Các em chú ý cách dùng mẫu câu SVO trong câu hỏi, câu tường thuật và câu phủ định nhé. Anne, what's the matter? There's something I haven't told you. What is it? When I met your brother, I was thinking about my brother David. I haven't seen him for 2 years. How come? He's missing. One reason I came to Australia is to find him. I'm so sorry. Have you had any luck? Not yet. We've hired a private investigator. Goodness. Do you think you'll find him? Perhaps. I don't know. It's been a long time since David last called. What do you think's happened to him? Have you any idea? I really don't know. I can't help thinking the worst.
I'm sure he's all right. If something bad had happened, you would have heard. I guess so. I suppose you're right. Trong đoạn phim vừa rồi, ngoài những dạng câu hỏi khác nhau, chúng ta còn gặp một số thành ngữ, ví dụ như How come? Có chuyện gì thế? Have a luck. Gặp may. Can't help doing something. Không thể không làm việc gì. Bây giờ chúng ta xem lại đoạn phim trên. Anne, what's the matter? There's something I haven't told you. What is it? When I met your brother, I was thinking about my brother David. I haven't seen him for 2 years. How come? He's missing. One reason I came to Australia is to find him. I'm so sorry. Have you had any luck? Not yet. We've hired a private investigator. Goodness. Do you think you'll find him? Perhaps. I don't know. It's been a long time since David last called. What do you think's happened to him? Have you any idea? I really don't know. I can't help thinking the worst. I'm sure he's all right. If something bad had happened, you would have heard. I guess so. I suppose you're right. Câu 11. Có thể công thức hóa cách hình thành 4 loại câu. Câu tường thuật, câu hỏi, câu phủ định và câu mệnh lệnh để dễ nhớ được hay không? Trả lời, chúng ta thử tham khảo các công thức sau đây. Chú ý, V nhỏ là động từ trợ. Thứ nhất là câu tường thuật, có công thức là SVO. Câu phủ định là SV, có thể cộng với not và cộng với object. Có thể phát sinh S cộng V nhỏ cộng với not cộng với object. Câu hỏi, chúng ta có S, tức là từ để hỏi, cộng với verb và object, hoặc WH, tức là từ để hỏi, cộng với V nhỏ, động từ trợ, cộng với S, subject và verb và object. Câu mệnh lệnh, chúng ta có VO, ở đây chủ ngữ ẩn là you. Câu hỏi 12, những loại câu chủ động nào chuyển sang dạng bị động được? Trả lời, chỉ có câu chủ động với dạng động từ nhóm transitive mới chuyển được sang câu bị động, vì tân ngữ trong câu chủ động sẽ đứng làm chủ ngữ trong câu bị động. Ví dụ, trong câu chủ động, chúng ta có The secretary typed the report. Chuyển sang câu bị động sẽ là The report was typed by the secretary. Do vậy, nhóm DT tức là double transitive, động từ ngoại kép có hai tân ngữ thì chúng có thể chuyển được sang hai câu bị động. Câu chủ động là The department has offered Lan a job. Chúng ta có hai câu bị động. Câu thứ nhất là Lan has been offered a job. Và câu thứ hai là A job has been offered to Lan. Trong khi chuyển dạng câu, cần chú ý thời của động từ. Ví dụ, trong câu chủ động thì là I have already posted the letter. Thì chuyển sang câu bị động sẽ là The letter has been posted. Câu hỏi thứ 13. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp như thế nào? Trả lời, một số đề thi trước đây cũng thiết kế những bài tập yêu cầu chuyển từ câu nói trực tiếp direct speech sang câu nói gián tiếp reported speech. Để làm được bài tập này chuyển dạng như thế, chúng ta phải bỏ ngoặc và chuyển động từ ngược về quá khứ một bậc. Nghĩa là nếu động từ ở thời hiện tại thì chuyển về quá khứ đơn giản. Nếu là quá khứ đơn giản thì chuyển về quá khứ hoàn thành. Chúng ta có 4 loại bỏ ngoặc. Chúng ta có thể xem bảng dưới đây. Loại thứ nhất là câu tường thuật. Bỏ ngoặc thêm that. She said that. She loved Quang.
Loại thứ hai, câu hỏi yes, no. Bỏ ngoặc thêm if hoặc là whether. She asked if he would come. Loại câu hỏi WH. Bỏ ngoặc giữ WH question và chuyển từ câu hỏi sang dạng không hỏi. She wanted to know who you met at the station. Loại thứ tư là câu mệnh lệnh. Bỏ ngoặc thêm to. She told me to stop reading that book. Câu hỏi 14. Có nhiều câu hình như không chuyển được sang dạng bị động. Ví dụ, my shoes need polishing. Vậy có những trường hợp nào không chuyển được từ chủ động sang bị động hay không? Và có những trường hợp nào đặc biệt hay không? Trả lời, về nguyên tắc chung, có 3 loại câu không chuyển được sang bị động. Đó là, thứ nhất là câu có động từ nội, intransitive verb, vì động từ nội không có tân ngữ. Thứ hai, những câu chủ động, nhưng lại mang nghĩa bị động rồi. Ví dụ như trong câu trên, cũng như là câu these windows need painting. We forgot these windows to paint. Là dùng trong trường hợp người sơn cửa chính là chủ ngữ. The machine isn't safe to use. Câu này dùng trong trường hợp to infinitive đứng sau một tính từ hoặc nhóm tính từ. Thứ ba, những câu có động từ chỉ trạng thái, state verb hoặc động từ liên hệ. Ví dụ như động từ have, be, belong, exist, seem, like, resemble, suit, v.v. Chẳng hạn như câu the building seemed empty. They lacked the money to send him to university. Tuy nhiên, một số state verbs cũng vẫn có thể chuyển thành dạng bị động. Ví dụ như từ believe, intend, know, like, love, mean, v.v. Và chúng ta phải học thuộc lòng những từ này. Về những trường hợp đặc biệt, cần nhớ là có 8 dạng. Loại thứ nhất là câu bị động có động từ trợ. Ví dụ như trong câu all tickets must be shown. Dạng thứ hai, câu bị động với động từ get. The letter got lost in the post. Get cộng với quá khứ phân từ của động từ chính. Dạng thứ ba là bị động trong câu gián tiếp. Ví dụ câu it is said that the company is bankrupt. The company is said to be bankrupt. It is said that Henry is in love with Claire. Ở đây Henry is said to be in love with Claire. Dạng thứ tư, câu bị động có to infinitive. Ví dụ trong câu you will want to take care. Dạng thứ năm, câu bị động với động từ have. Ví dụ, I have the photos developed. Dạng thứ sáu, câu bị động với verb in. Ví dụ, I hate being photographed. Dạng thứ bảy, đối với một số động từ như động từ make, see, hear, help, v.v. thì khi dùng ở dạng chủ động thì động từ đi sau nó phải là một nguyên thể, không có to. Ví dụ, they made the elephants run away. Khi đổi sang dạng bị động thì động từ đi sau nó lại phải chuyển để nguyên thể có to. The elephants were made to run away. Dạng thứ 8, xin chú ý, có những dạng không phải là bị động. Ví dụ trong những câu sau đây, I am exhausted after the exercises. I'm surprised at the answer. They are satisfied with their results. Câu hỏi thứ 15, làm thế nào để phân biệt được đâu là direct object, đâu là indirect object trong cấu trúc double transitive? Trả lời, trong mẫu câu có hai tân ngữ trực tiếp nói về cái gì, điều gì đã làm, tức là what. Còn tân ngữ gián tiếp thì nói về ai, tức là who, đã nhận hành động đó. Hai câu sau đây sẽ minh họa cho các em rõ một câu có hai tân ngữ. Father bought Lan a white cat.
The waiter poured a glass of water for everyone. Trong hai câu này, a white cat và a glass of water là tân ngữ trực tiếp vì nó chỉ cái gì. Còn Lan và everyone là tân ngữ gián tiếp vì nó chỉ ai. Câu hỏi 16. Câu trong tiếng Anh có cấu tạo như thế nào? Trả lời, trong tiếng Anh có 3 loại câu. Câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Câu tường thuật, tức là câu khẳng định, là một trong những câu thuộc một trong 5 loại mẫu câu SVO. Ví dụ, I watch the programs about wildlife every week. I'll go out tonight. Từ câu tường thuật, người ta thường dùng động từ trợ để tạo thành cấu trúc hỏi. Ví dụ, where does it hurt? Has this happened before? Do you like apples or pears? Người ta thường dùng động từ trợ cộng với not để hình thành câu phủ định. Ví dụ, I have not read the book. He did not study medicine. Vậy thực ra tất cả đều là cấu trúc SVO. Nó chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các thành tố S, V và O mà thôi. Câu hỏi 17. Mệnh đề là gì? Trả lời. Về vấn đề mệnh đề clauses, thực ra đã được trình bày trong các phần mẫu câu. Nói tóm lại, có hai loại mệnh đề. Mệnh đề chính bao gồm một động từ chia theo ngôi và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ có thể bao gồm một động từ không ngôi. Nó có thể là một nguyên thể có to hoặc là một động từ ở dạng verb in. Mệnh đề phụ cũng có thể bao gồm một động từ có ngôi. Câu hỏi 18. Công thức của câu điều kiện có hoàn toàn cố định hay không? Có trường hợp nào thay đổi khác được hay không? Trả lời. Chúng ta đã quen với những loại câu điều kiện. Tuy nhiên cái khó là ở chỗ có một số trường hợp ngoại lệ. Một là trong dạng type zero conditionals, không phải là lúc nào chúng ta cũng phải dùng ở thời hiện tại đơn giản, present simple. Ví dụ trong câu If I want to renew my books, can I phone? Mà chúng ta có thể dùng ở thời hiện tại đang tiến hành, present continuous. If you are practicing on the guitar, I'm going out. Thứ hai là trong dạng type 1 conditionals. Không phải lúc nào công thức của động từ cũng là present simple và tương lai dùng với will. Ví dụ, if it rains tomorrow, we won't go. Mà chúng ta có thể dùng dạng present continuous trong mệnh đề if. Ví dụ, if we are having 10 people to dinner, we will need more chairs. Chúng ta cũng có thể dùng will cộng với verb trong mệnh đề if để bày tỏ thiện chí và won't cộng với verb để bày tỏ sự từ chối. Ba là chúng ta không được dùng lẫn lộn một cách tùy tiện giữa open condition và closed condition. Ví dụ dùng possible trong mệnh đề if và will thay cho would trong mệnh đề chính là sai ngữ pháp. Nhưng chúng ta lại có thể dùng would trong mệnh đề if để diễn đạt một yêu cầu, một lời đề nghị, request. Và chúng ta có thể dùng past simple trong mệnh đề if và will cộng với động từ verb trong mệnh đề chính để nói đến một điều kiện trong quá khứ, nhưng kết quả lại ở trong tương lai. Bốn là chúng ta có thể phối hợp giữa type 2 và type 3, tức là phối hợp điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại và quá khứ. Thí sinh có thể tổng kết thành bảng để cho có thể dễ nhớ. Bây giờ xin tạm biệt. Goodbye.